Tình trạng sương mù xuất hiện vào buổi sáng đã diễn ra trong 3 ngày qua. Được lý giải do trời quang mây có gió nên hơi nước từ mặt đất lạnh phát xạ nhiệt vào buổi sớm, gặp độ ẩm không khí tương đối cao khoảng 98% đã ngưng tụ tạo ra màn sương dày đặc ở các tỉnh miền Trung. Sương mù xuất hiện do các tỉnh từ Nghệ An và đến Quảng Ngãi, tầm nhìn giảm xuống chỉ còn vài mét, giao thông gặp khó khăn. Nhiều phương tiện tham gia giao thông phải bật đèn, tuy nhiên vẫn có nhiều vụ va chạm xảy ra. Tình trạng sương mù cũng đã xuất hiện liên tục những ngày qua tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Tại thành phố Cần Thơ, người tham gia giao thông qua những cây cầu lớn như cầu Cần Thơ có cảm giác lo sợ khi tầm nhìn rất hạn chế. Phía dưới, các phương tiện đường thủy cũng phải bám sát mép bờ để tránh va chạm. Không chỉ ở Cần Thơ, mà các tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long cũng có sương mù. Theo dự báo, phải đến đầu tuần sau, tình trạng này mới chấm dứt.